Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của những người tuổi Mão với chủ đề cơ hội ngập tràn, nhanh chóng nắm bắt. Xem tử vi tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần, tuổi Mão cho thấy rằng tháng đầu năm là khoảng thời gian khá may mắn đối với bản mệnh. Nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt, chủ yếu là bạn có đủ quyết tâm và tin tưởng để nắm bắt hay không mà thôi. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Nhìn chung, tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần vẫn là khoảng thời gian khá may mắn đối với người tuổi Mão. Nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt bạn, chủ yếu là bạn có đủ quyết tâm và tin tưởng để nắm bắt hay không mà thôi. Cục diện tam hội giúp cho sự nghiệp cũng như tài lộc của người tuổi này có dấu hiệu phát triển tích cực hơn hẳn. Nhờ các mối quan hệ xã giao hài hòa, bạn có thể gặp gỡ và quen biết với được quý nhân. Đối với đối phương có thể đưa ra cho bạn những lời gợi ý hữu ích để bạn tìm ra hướng đi phù hợp hơn cho mình. Hãy quyết tâm theo đuổi điều mình muốn, đừng sợ hãi thất bại hay lo lắng mình không đủ năng lực. Trải qua khó khăn, thử thách, bạn sẽ trưởng thành hơn. Với những người làm ăn kinh doanh, công việc của bạn cũng tiến triển thuận lợi hơn khi các mối quan hệ với khách hàng, đối tác đều phát triển tốt đẹp. Bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều người xung quanh nên gặp khó khăn, được giúp sức, lại được giới thiệu thêm những cơ hội làm ăn triển vọng. Hãy chăm chỉ làm việc, ắt sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Tử vi tháng 1 năm 2022 âm lịch của tuổi Mão thấy rằng Bách Việt trụ đào hoa đem tới nhiều tin vui tình cảm cho người tuổi Mão, đặc biệt nếu bạn vẫn còn độc thân. Khoảng thời gian này, bạn nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh nên nhận được nhiều lời ngỏ ý làm quen của các đối tượng khác giới. Việc quyết định đến với ai hoàn toàn nằm trong tầm tay của những người tuổi Mão. 1. Luận về sự nghiệp của tuổi Mão trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Người tuổi Mão có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những tin mừng trên phương diện sự nghiệp trong tháng khởi đầu của một năm mới 2022. Có tam hội xuất hiện, bạn bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ, chỉ cần chăm chỉ thì sẽ nhận được sự hồi đáp xứng đáng. Thời điểm này, bạn nên chú trọng xây dựng các mối quan hệ cho mình. Nếu quan hệ với bạn bè đồng nghiệp tốt, bạn sẽ luôn được giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn. Hơn nữa, sức mạnh của sự đoàn kết cũng khiến việc lớn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu quan hệ với người lãnh đạo tốt, bạn có thể được giao cho những nhiệm vụ trọng đại giúp khẳng định vị thế của bản thân, thậm chí còn được chạm tay tới cơ hội được cất nhắc thăng chức, tăng lương. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo và tác động của nguyệt lệnh Lâm Tử, một vài người vẫn tỏ ra do dự, thiếu quyết đoán khi đứng trước những cơ hội. Dường như bạn luôn lo lắng mình sẽ thất bại hoặc không đủ khả năng làm việc. Tử vi tuổi Mão tháng 1 âm lịch này khuyên con giáp này cần tin tưởng hơn vào chính bản thân mình. Bạn vốn là người có tài, hơn nữa lại luôn được quý nhân và bạn bè xung quanh giúp đỡ, bạn có thể khắc phục được mọi khó khăn. Thêm vào đó, dù thất bại đi nữa, bạn cũng sẽ học được nhiều kinh nghiệm đáng quý giúp ích cho mai sau. Khi băn khoăn, do dự trước những định hướng tương lai, bạn không nên giữ mọi chuyện trong lòng rồi tự chọn hướng đi mà hãy tâm sự trao đổi với những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Chắc hẳn đối phương cũng sẽ không ngại đưa ra cho bạn những gợi ý phù hợp có giá trị để tham khảo. 2. Luận về tài lộc của tuổi Mão trong tháng 1 âm lịch. Sự nghiệp phát triển tốt đẹp cũng khiến cho tình hình kinh tế của người tuổi Mão có nhiều cải thiện.
Bạn không cần phải lo lắng đến chuyện chi tiêu, bởi tiền bạc từ các mối làm ăn, đầu tư, thưởng nóng giúp cho túi tiền của bạn luôn luôn rủng rỉnh. Người làm đầu tư kinh doanh tạo được mối quan hệ tốt với mọi người và có cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Quý nhân có thể đưa ra cho bạn những định hướng mới trong công việc, thoát khỏi tình trạng nhàm chán, lối mòn, lặp đi lặp lại trước đó. Nếu bản mệnh dám dấn thân, dám trải nghiệm thì dù có phải vất vả một chút, bạn cũng sẽ thu được về một khoản tiền xứng đáng. Người làm công ăn lương có thể nhận được tiền thưởng nóng, thậm chí chạm tay vào cơ hội thăng lương nhờ có những cống hiến trong suốt thời gian vừa qua. Cấp trên nhìn thấy rõ ràng sự cố gắng của bạn và chẳng ai lại ngại không muốn tăng lương để níu giữ một nhân viên tốt như bạn cả. Nhận được khoản tiền rủng rỉnh trong tay, bạn nhớ tiếp tục cố gắng hơn nhé. Người có ý định khởi nghiệp trong khoảng thời gian này không tránh khỏi tình trạng băn khoăn, lo lắng. Song bạn không nên quá bi quan. Hãy lập kế hoạch rõ ràng từng bước một cho mình, đồng thời tham khảo thêm gợi ý của những người có kinh nghiệm phong phú, rồi dần dần bạn sẽ biết đâu là hướng đi chính xác cho mình. 3. Luận về mặt tình duyên của tuổi Mão trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Có Bách Việt chủ đào hoa xuất hiện, người tuổi Mão còn độc thân, không cần phải lo nghĩ đến tình trạng đơn thân lẻ bóng trong tháng 1 âm lịch này. Bạn dễ dàng trở thành tâm điểm của đám đông nhờ tính cách hài hòa, cởi mở, cũng như những thành tích nổi bật trong công việc của mình. Chính vì vậy mà bạn thường được mọi người xung quanh yêu mến, ngưỡng mộ. Việc được chủ động tiếp cận cũng không phải là điều gì quá bất ngờ. Nếu bạn cần làm trong tháng này chính là tự tin vào chính mình, đừng ngại thể hiện những cá tính độc đáo của bản thân. Bạn hãy mở rộng lòng mình ra để đón nhận tình cảm của mọi người xung quanh và hãy cho ai đó được có cơ hội. Có điều, dù đào hoa đến mấy, bạn cũng chớ nên chăng hoa đứng núi này mà trông núi nọ. Một khi đã quyết định tìm hiểu hoặc đến với ai, bạn nên đối xử với người đó một cách chân thành. Chỉ có tình cảm chân thành mới có thể khiến mối quan hệ trở nên bền vững. Tuy nhiên, người đã lập gia đình lại gặp phải một vài vấn đề trục trặc trong tháng này. Bách Việt không đem lại những tác động tích cực cho những ai đã có đôi có cặp. Bạn bị làm phiền bởi những đối tượng ngoài hôn nhân, vì thế phải luôn luôn nhắc nhở bản thân chú ý giữ mình, chớ để bản thân vướng vào những mối quan hệ trục trặc. Vợ chồng khó tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, tranh cãi với nhau. Song, bạn không nên đẩy mâu thuẫn lên cao khiến đôi bên trở nên nóng nảy, nói những lời tổn thương tới nhau. Con giáp này cần hết sức bình tĩnh khi đối diện với mọi chuyện, không nên giận cá chém thớt hoặc tìm thú vui ở bên ngoài. Dù người ấy có điều khiến cho bạn không hài lòng thì hãy bao dung cho nhau nhiều hơn bạn nhé. 4. Luận về sức khỏe của tuổi Mão trong tháng 1 âm lịch. Tử vi tháng 1 âm lịch cho thấy bản mệnh có một sức khỏe khá tốt. Có lẽ những thành công trong nhiều phương diện cuộc sống khiến bạn suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn. Bạn cảm thấy rằng mình dồi dào sức sống và có thể đối mặt với bất cứ vấn đề gì. Có điều, bạn cũng đừng vì thế mà quá tham công tiếc việc, bắt cơ thể làm việc quá sức. Dù ai cũng mong muốn được thành công, song mọi việc đều cần phải có một quá trình chứ không thể đạt được trong một sớm một chiều. Vì thế, việc quan trọng là giữ gìn sức khỏe, rèn luyện bản thân để chờ đợi cơ hội thích hợp. Dù là công việc gì đi nữa, bạn cũng nhớ sinh hoạt khoa học, chớ thức khuya, dậy sớm quá mức, nên dành thời gian để thư giãn và vận động phù hợp. Sau đây là cẩm nang phượng vận cho từng tuổi Mão trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. 1. Tuổi Tân Mão, mệnh mộc, nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết, tinh thần hăng hái, làm việc thuận lợi, dễ gặt hái thành công. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mùi,
tiểu nhân, tuổi thìn, tuổi dậu, màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh da trời. 2. Tuổi quý mão, mệnh kim, nam sao phân hở. Khẩu quyết: quan hệ xã giao thuận lợi, nhận được nhiều sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Tý, tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn: màu xanh lá, màu xám. 3. Tuổi Ất Mão, mệnh thủy, nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức. Khẩu quyết: chuyện làm ăn diễn ra thuận lợi, vận trình tài lộc tươi sáng. Quý nhân phù trợ: tuổi Thìn, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Tý, tuổi Dậu. Màu sắc may mắn: màu vàng, màu xanh dương. 4. Tuổi Đinh Mão, mệnh hỏa, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu. Khẩu quyết: quan tâm tới nửa kia nhiều hơn, cần phải chú ý giữ gìn hạnh phúc gia đình. Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: màu xanh nước biển, màu tím. 5. Tuổi Kỷ Mão, mệnh thổ, nam sao Phân Hán, nữ sao La Hầu. Khẩu quyết: nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh, hãy chân thành trong chuyện tình cảm. Quý nhân phù trợ: tuổi Dần, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Mão. Màu sắc may mắn: màu nâu, màu xanh lá. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi bài luận tử vi tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 cho tuổi Mão. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Xin kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất.